Hello các bạn, thì bây giờ Dũng về tới Yamaha Bình Tân, đường Võ Thị Tú nha bạn. Giờ mình sẽ thay nhấc máy, nhấc lắp cho xe của má Dũng luôn. Rồi sẵn kiểm tra dầu ti phuộc trước coi nó còn không. Thì lúc nãy là đi thay bóng đèn nè bạn. Thay bóng đèn cho xe, dây đồng hồ mét. Lắp bát thùng cho má rồi. Đầu năm rồi cho má đi phượt vô sân bữa luôn. Đi về Vĩnh Hưng về thăm gia đình em út của mình. Người em thứ ba. Của em như cái xe model này là bây giờ mình còn đồ đạc kia để thay thế đồ kia đồ. Anh đặt hàng hay cô? À vậy. Anh đặt hàng giao hàng. Như đặt về lâu không? Dạ chắc lâu á. Xe này chắc cũng lâu á. Bạn kỹ thuật bây giờ đang chạy thử xe để coi cái phục trước, bạn đặng cổ trước nó có yếu không. Tại nãy mình đi cảm nhận đầu tiên lên cái xe đang ngồi chạy á thì mình thấy nó hơi yếu phục. Thì phục vẫn ok, không vấn đề gì hết, ổn nha bạn. Xe nồi niếc này ngon. Giờ mình sẽ sẵn á, mình thay nhớt xe rồi mình vệ sinh luôn bố nồi bố e luôn cho nó sạch sẽ luôn. Xe má Dũng ít đi lắm, chỉ đi chợ với lâu lâu đi tái khám khám bệnh người lớn tuổi đi kia đâu đó, thành ra một năm đi cũng ít lắm. Giờ mình bảo dưỡng về má đi một năm xe nó cảm giác nó khỏe, nó thoải mái hơn. Chỉ cần đổ thêm xăng 95 cho nữa là xe nó mạnh rồi. Thì thôi sẵn tiện thay nhớt thì Dũng làm mấy cái cơ bản đó luôn cho xe của má đi được nó tốt hơn, vô mùa mưa nó cũng khỏe hơn. Bạn kỹ thuật bạn sẽ mở ra để mà coi nồi có dơ kia không, vệ sinh nồi giúp mình. Xe mới gắn cái bát GV nữa bạn, đẹp không? Gắn bát này cũng dày, dày lắm, dày quá ha, thành ra nó cứng lắm. Nãy mình chạy trải nghiệm thử từ quận 10 về đây là Bình Tân thì không thấy nó rung lắc xe gì hết. Nó trọng tâm nó vẫn giữ cứng, thành ra ok, thấy ổn. Ở đây là số bao nhiêu em? 463B. Ở đây là 463B Nguyễn Thị Tú nha bạn. Đường Nguyễn Thị Tú, quận Bình Tân. 463B. Hết Yamaha. Thì mấy ngày đầu năm lượng xe khách kia vô làm thì cũng lai rai, thành ra nó an toàn lắm mà. Không có sợ dịch cúm, mấy bạn cứ không thả đến để mà ủng hộ. Rồi. Mới vừa mở cái nắp nồi ra. Thì là bên trong nó hơi bị bám bụi. Có hồi nãy anh ta thử thì anh kéo thử coi nó lên được nhiêu. Nãy lên được 80 á. Xe nhỏ thì nó nhẹ lắm. Coi nào nó em kéo nó cháy luôn rồi. Kéo nóng luôn. Tán này nó tu rồi, thấy không? Ừ. Thấy bắn ra lỏng leo. Đúng rồi. Nó tu rồi. Tu tán. Cái này là cái cốt luôn hả? Không, mình chỉ thay lại cái cá thôi nè, tán này nó tu. Lúc trước người ta bắn sử dụng á. Nó bắn mạnh quá, quá lực không? Quá. Em nhưng mà cái này á, là nếu mà nó sau này nó bị mòn răng hết là cạo lại hay là thay được? Trường hợp nếu mà nó ấy thì mình thay cốt thôi. Ừ. Rồi cái cốt nè bạn. Xe thì cũng lâu năm mà ra khi kiểm tra hãng thì mình sẽ nhìn thấy được rõ hết những vấn đề nó sẽ xảy ra trong cái xe như thế nào. À, anh mới đi nhanh kéo thử nghe lên trầm tấn nó nóng bi rồi. Rồi bi không móp đợt anh đi chiếc xe kia bi nó móp luôn. Phải đoạn đi đường xa, đi Sài Gòn Vũng Tàu đi làm á, chạy hơi nhanh. Đoạn này xe của má anh hôm nay là ngày đầu tiên anh biết hiện trạng xe,
tình trạng nó hơi nứt nha. À, về chắc cũng được. Nữ đi không đến nổi. Ok, cảm ơn em. Theo em thì bây giờ mở cái nồi ra, cái nào có thể tạm thời thay mới được, cái nào tạm thời xài được, cái nào phải thay mới. Nếu xài lại thì xài ra nó nát thôi. Bố chuông là nó trái rồi. Bây giờ mà đi nếp ra nó trái cái phần bố chuông nè. Chuông là nó cũng có lượng rồi. Tại đi mình đi á xem mình nó đi lên lên nhau có độ vuông mất. Còn bố chuông là nó bắt không có liền nữa. Nó bị vuông cái phần đầu. Bố chuông là tiền có điều kiện. Còn bố thì sao? Bố chuông là nó đi chung liên tục. Là bố với chuông là bao nhiêu tiền? Biết không? Phải bao nhiêu tiền? Hỏi giùm anh thử. Chuông mòn. Anh thì má anh đi thì không sao, nhưng mà anh chạy thì khác. Đang mở lọc gió nha bạn. Đây là cái lọc gió. Lọc gió. Lọc gió này dơ quá. Chết thay luôn. Nhờ bạn kỹ thuật bạn kiểm tra lại cái độ nhờn con nhớt luôn. Mình quyết định thay nhớt luôn các bạn, tại cái nhớt này nó bị vô nước rồi nè. Rồi cái ốc ron đó là hôm nay mình có thay không em? Có thì em dùng. Cái răng của ron ốc đó, nó bị mòn rồi, mình thay luôn nha các bạn. Của hộp số. Nhớt hộp số, ốc nó mòn răng à. Thay luôn chứ để đi cái này đi mưa nước nó vô trong cái lốc máy nữa. Nhớt là của mình là 126 ngàn. À. Cán lọc. Cán lọc là 16 ngàn. À. Cái lọc gió là 64 ngàn. Còn cái bố chung này nếu không có điều kiện thì thay lại em hỏi giá giùm tên luôn là 702 ngàn. Còn cái nắp này á, bên em hiện giờ nó không có hàng. Cái này nếu mà thay nhớt thì mình sẽ ship lại cho anh. Vậy đỏ rồi thì nào có hàng. Vậy cái này mình có cái băng keo và quấn ống nước mà mình quấn sơ qua được. Hay cái này nếu mà em siết ép vô nó sẽ nó còn một cái miếng sim trên đây nó giữ lại mà. À. Nó giữ lại nó không tính nổi, nhưng mà nhiều khi mở ra mở vô nó nặng hơi khó mở hơn, cái này thì nó không ảnh hưởng tới dung nhất. Con của mình là 60 ngàn. À. Cái này là bố với chu luôn. Dạ, bố. Nhưng mà còn nếu mà bố không thì bao nhiêu? Nếu mà trường hợp bên em là bán nguyên cận, ít cái nào thay rồi đó, tại thay rồi cái bố với chu nó sẽ nó không có ảnh hưởng. Tại vì cái bố mình nó mòn rồi, cái chuông mình nó cũng sẽ ảnh hưởng cái mòn thôi. Nên thường thường tụi mình khuyến cáo nên thay như vậy. Còn nếu mà anh không có thể thay được thì có thể vệ sinh xài lại cho anh. Chứ nếu mà mình thay cái bố không mà còn thay chuông không á, cái độ... Nếu mà để như vậy xài thì nó vẫn tình trạng gì rung đầu thôi không? Đúng rồi, nó hơi rung nhẹ tí. À. Theo anh thì anh trải nghiệm đi từ hồi nãy giờ thì anh thấy là ngừng lại nó mới rung đầu, còn đúng chạy thì nó êm. Đề ba, lên đề ba là giống như cái độ... độ bắt của nó không còn. Thôi giờ tạm thời cứ để xài xong rồi nhờ em kiếm vệ sinh bố nồi giùm anh. Dạ. Rồi một thời gian nữa anh sẽ quay lại, nếu mà lên lúc đó thì có phù hợp để thay em thay không. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, bỏ này thôi, nghe nói rồi cảm ơn em. Dạ. Đây bạn, thì cái nồi em kỹ thuật đã vệ sinh sạch sẽ nha bạn. Bi nè. Thì tạm thời hai buổi kinh tế khó khăn mà. Cho nên là cái nồi, cái chuông nó hơi cháy một xíu nhưng mà vẫn còn xài được, mình để chạy luôn. Nồi thì cũng còn chạy được. Nói chung là xe chạy nồi êm nhưng mà dừng lại thì nó hơi rung cái đầu tí xíu, dừng đèn đỏ đó, đèn xanh đỏ dừng lại hơi rung đầu xíu. Má mình chạy chậm thì không đến nổi. Cho nên thôi cũng để xài. Ít hôm có tiền nhiều hơn thì mình sẽ lúc mà cái này nó mòn hết rồi đó, mình thay luôn một bộ luôn. Do ở Yamaha bán cả bộ cho nên mình thay cả bộ luôn. Nò này như vậy nè. Nhớ cái nó bị nước vô rồi, cái đó mình có xúc được cái gì không? Lấy nhớ cũ em sẽ xúc. Nhờ giúp giùm anh. Cảm ơn nhiều nha. Cái ron của nhớt số nó bị mòn á. Thành ra nó bị nước lẫn vô. Các bạn, còn đây là combo của ngày hôm nay thay cho xe của má Dũng. Có một số đồ linh tinh cơ bản thôi. Đây ốc gắn cái chuông nồi. Lọc gió mới. Nhớt hộp số. Ở đây là nhớt máy.
chứ còn sốt bên kia, bên đây mình đổ sốt được không? Bên đây nó không, bên đây không bị. Cái độ đậm đặc đó là bao nhiêu em? Đó là 10-40. À, xe tay ga nè 10-40. 80 phải không? 800 ml. À, cái này là cái nhớt còn đang bị nước trong bạn, nhớt cũ á. Thấy không? Mà cà phê sữa luôn. Rồi bây giờ đậy ốc lại. Xong cái mình bỏ một cái nhớt khác mình vô mình xúc. Xúc cho nó sạch cái nhớt hộp số. Nhớt cũ. Rồi xong cái mình bỏ cái nhớt đó ra, bắt đầu mình mới chế cái chai nhớt hộp số mới vô. Nhớt đổ vô để xúc xúc cái hộp số nha bạn. Rồi sau khi quay bánh xe xúc hộp số rồi, giờ mình xả cái nước dơ nha bạn. Cà phê sữa luôn. Quá ghê, quá dơ luôn, xe phụ nữ đi là vậy. Tại má mình không biết nên đi cứ để vậy đi. Nếu mà cái này nó vô hộp số lâu ngày nó xét hay là nó sao? Mặt đạn nó bị gào, thứ nhất mặt đạn bị nhào, lâu số nó sẽ hú. Đó, giờ bạn nghe tiếng không? Bị gào. Đó, bạn nghe tiếng nó kêu không? Đó, nếu vô lâu ngày nó bị kêu, bị hú, bị xét. Giờ phải xúc 2-3 lần mới sạch nổi. Rồi bạn thì sau khi vệ sinh sạch sẽ, bây giờ là đổ nhớt hộp số thiệt vô luôn. Hồi nãy cũng là nhớt hộp số luôn nhưng mà nhớt để xúc. Còn bây giờ là nhớt để sử dụng. Thì cũng cảm ơn em ở em Nguyễn ở Yamaha nhiệt tình quá. Làm hỗ trợ giúp mình. Anh em nào tới hết Yamaha này thì liên lạc với anh em ở đây để hỗ trợ bảo dưỡng xe nha. Đây, cái con ốc á, thì bây giờ là do xe này đời cũ quá, mình chưa có hàng để thay ốc. Cho nên là bây giờ là tạm thời là sẽ ráng đóng chặt nó xuống rồi siết lại. Chờ kiếm ốc để thay. Nguyễn cái này anh đặt hàng thì có ốc không Nguyễn? Có, đặt khoảng 2 ngày là có. Con này chắc cũng không mắc đâu ha. 8.000. Chắc nhờ đặt giúp anh. Hôm nay tới đây giao lưu cũng quen biết được em Nguyễn bên đây hỗ trợ, cũng cảm ơn em nhiều. Các bạn cuối cùng em Nguyễn cũng siết được con ốc vô, bắt buộc phải dùng kềm trực tiếp rồi, nó hơi chạy xíu nhưng mà nó vô được cứng. Thì đặt con ốc khác nhờ em Nguyễn kiếm dùng ít bữa nữa tới thay lại. Hơi khó gắn đèn đây, nó dướng cái bánh xe các bạn. Đây, giờ cái công đoạn là xịt bụi xong rồi ráp cái nồi đã bị sinh vô nha các bạn. Để ráp cái nồi vô. Đây là công đoạn lắp nồi vô các bạn, từng vị trí. Đây, giờ lắp dây cơ rơ vô cho má nồi vô. Siết ốc cũng là một công đoạn quan trọng nha bạn. Nếu mà bạn siết quá lực thì nó tuôn răng luôn á, tuôn răng của cái cốt nồi luôn. Cho nên là phải có kinh nghiệm siết vừa đủ lực. Rồi bây giờ thì đến công đoạn lắp ốc của cái chuông nồi thử cho cái răng nó trơn tru lại. Sau đó mới đưa nguyên bộ chuông nồi bố nồi vào dây cô rô và gắn vô. Ốc sao ngay chuông nồi cũng vậy, phải canh vừa đủ lực nha, nếu mà mạnh quá là cũng tuôn răng luôn. Cái cốt nồi sẽ bị tuôn răng. Rồi giờ test thử luôn. Ok các bạn, vận hành ok. Lần đầu tiên Dũng thấy mẫu xẻ cái bộ phận nồi của xe Yamaha Mio Lux. Bây giờ ốp mấy miếng nhựa vô nha bạn.
cho nó đỡ chạy xe với kia rồi chống phỏng, chống nóng. Các bạn, cái đèn thắng đuôi xe của má mình đó, nó bị lâu ngày quá, nó bị chạm ra, để nhờ bạn kỹ thuật bạn coi lại giùm luôn. Đụng nhẹ cái này là cái đèn này sao nó chạm đó, nó chớp chớp. Các bạn thì bây giờ Dũng thay luôn tay thắng trước của xe, là vì nó bị mòn đó, thành ra nó tiếp xúc dàn điện kia vô trong cái đèn đuôi, nó không có đúng, chớp tắt tự nhiên luôn, nó không an toàn khi mà chạy. Tay mới luôn, tay mới ngon à, kính hết luôn ha. Đã. Xe ngon này nha má mi. Hồi đó giờ má anh đâu có đi xe máy hay sao với vậy đâu. Đợt này má anh muốn đi thử 100 mấy chục cây. Cho nên là thôi anh kiểm tra xe luôn. Bóp nè, bóp nè. Đó, ngon rồi nha. Bây giờ kiểm tra luôn mấy cái công tắc đèn đốt này kia đề như thế nào luôn. Mấy cái nút nó hơi bót á, ra giờ nó không có tiếp xúc được. Xếp kia là giờ em Nguyễn cho RB7 vô 4X vô, để mà cho nó sạch, cho nó tiếp xúc tốt hơn nha các bạn. Một chiếc xe hoàn hảo là một chiếc xe chỉ cần chạy êm và nguồn điện ổn định là ok rồi, để mà đi đường lâu dài thôi. Cho nên là Dũng cố gắng làm sao để xe của má được ổn định tốt, để mà cho má tự đi một mình trên đường, mình ở nhà cũng an tâm hơn. Rồi, sau khi bảo dưỡng xe xong thì bây giờ em Nguyễn bên Yamaha sẽ thử xe trước khi giao cho khách nha bạn. Đó, mấy anh em kỹ thuật người ta kiểm tra xe trước khi giao cho khách. Xong kiểm tra xe thì bạn Nguyễn nói là xe ok, ngon lành rồi. Giờ mình qua tính tiền. Rồi đây, con đem xe má về nha, trả xe má đây thì giờ xe nha, con làm đây. Gắn cái ba ga ha. Để mà gắn cái thùng vô á. Thay cái là thắng để mà bóp kia thắng ghê là đèn đuôi nó lên đầy đủ, nó an toàn. Đúng không? Thay nhớt máy, nhớt số, vệ sinh bố nồi, thay lọc gió. Gắn dây đồng hồ mét. Rồi gắn đổi đèn luôn, đổi đèn đèn led bóng ánh sáng trắng luôn. Rồi ok. Đi Vĩnh Hưng cho nó đã, chiếc xe chạy nhẹ nhàng đã hơn không? Đổ xăng luôn, đổ đầy bình xăng 95 luôn nha, đi nó bốc hơn. Rồi cho cảm nhận đi. Dạ. Hả? À, ok không? Bán hết nhiêu tiền? Hết nhiêu mà chi chuyện nhỏ. Làm một lần chạy má chạy ít thì mới chạy được năm, thì đôi tính là chi phí đâu có nhiêu tiền đâu. Rồi các bạn, thì cái xe Mio Lasco của má Dũng đã đem về tới nhà nha bạn. Cảm giác của má làm sao, vui không? Có xe mà chạy không có lành gì, xe chạy mà nước mưa kia nó vô cái hộp nhớt số đục màu cà phê sữa luôn, phải thay rồi đó. Giờ chạy ok, ngon rồi đó ha. Để về chạy. Rồi vậy nha. Rồi Dũng chúc cả nhà năm mới an lành hơn nha cả nhà. Rồi nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Mình thì mình cũng đang có một cái chuyện không được vui lắm, chuyện gia đình mình. Con mình thì nó bệnh. Nhưng mà thôi thì chuyện đâu cũng còn có đó, thì vẫn phải đi chữa trị cho con. Cho nên là cuộc sống vẫn tiếp diễn. Mình vẫn phải bình tĩnh. Thì ngày hôm nay mình quyết định đi làm vlog này á, không phải là tiêu xài gì, nhưng mà một con nói chuyện luôn. Má mình thì có xe chạy an toàn đi về Vĩnh Hưng thăm gia đình em ruột của mình. Còn mình thì được nguôi ngoai hơn trong cái cảm giác mà quên bớt được cái cảm giác của chuyện gia đình mình nó đang buồn, con mình bệnh. Để mình những ngày sắp tới mình vẫn tiếp tục đi chữa trị cho con, thì vẫn có khả thi chữa được 90%, cho nên là mình sẽ cố gắng. Rồi. Dạ, là Dũng gửi đến các bạn như vậy, thì thôi thân ái chào tạm biệt các bạn nha.
các bạn cảm thấy clip chân thật thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ giúp Dũng nha các bạn, và ủng hộ luôn mấy anh em bên Head Yamaha ở ở chỗ lúc nãy, mấy anh em bên GV nữa, rồi anh em ngoài chợ chợ đầu phụ tùng Nguyễn Chí Thanh nữa nha. Ok, chúc cả nhà nhiều niềm vui cho cuộc sống. Thân ái, hẹn gặp lại, chào tạm biệt cả nhà.